Sơn Tùng MTP gặp sự cố khi vừa lái xe vừa livestream trên TikTok. Sơn Tùng vi phạm chính sách cộng đồng khi vừa lái xe vừa livestream. TikTok ngắt kết nối livestream trước khi anh ra mắt ca khúc Making My Way. Đêm ngày 4 tháng 5, trên kênh TikTok có hơn 4,2 triệu người theo dõi. Sơn Tùng MTP bất ngờ livestream để giao lưu, đếm ngược thời gian phát hành ca khúc Making My Way với người hâm mộ. Ca khúc được trình làng lúc 0 giờ ngày 5 tháng 5. Được biết đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi dự án mà anh lần lượt cho ra mắt trong năm 2023. Tuy nhiên, buổi livestream vừa bắt đầu được hơn 2 phút đã bị ngắt kết nối. Lý do được cho là nam ca sĩ vi phạm chính sách cộng đồng của TikTok. Theo đó, trong livestream của mình, Sơn Tùng đã vừa lái xe vừa trò chuyện với khán giả. Giọng ca gốc Thái Bình thừa nhận bản thân khá ngại ngùng vì rất ít khi xuất hiện trước công chúng theo cách như vậy. Ít phút sau, bên dưới video, TikTok bất ngờ hiển thị dòng chữ. Các hành động trong phiên live có thể dẫn tới thương tích nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Sơn Tùng sau đó đã chủ động đổ xe để đọc bình luận của khán giả, nhưng buổi livestream được bắt đầu vào thời điểm anh đang lái xe, do đó đây được cho là lý do khiến livestream của Sơn Tùng bị đánh sập. Ngay sau đó ít phút, Sơn Tùng đã mở lại một buổi phát sóng khác cùng với sự xuất hiện đặc biệt của Ben Phạm. Trong livestream, ca sĩ sinh năm 1994 tâm sự, sau hành trình hơn 10 năm đã đi qua, Tùng muốn lại tiếp tục được lên ngôi với âm nhạc, được cống hiến cho âm nhạc và tiếp tục được cháy hết mình trong phòng thu, mang lại những giai điệu tuyệt vời nhất dành cho khán giả. Making My Way là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Sơn Tùng MTP trong suốt hơn một năm qua. Sản phẩm gần nhất của anh là MV There's No One At All bị gỡ bỏ do nội dung không phù hợp. Sản phẩm mới của Sơn Tùng ra mắt dạng audio và MV Visualizer dạng MV đầu tư nhiều về mặt hình ảnh đồ họa thường được dùng để quảng bá bên cạnh MV chính thức. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để cập nhật thêm những tin tức đáng chú ý trong showbiz nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.